cả quý vị và tất cả các bạn hãy cùng đến với chương trình Ai Là Triệu Phú phiên bản Bình Dương Map. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra một triệu phú để có thể nhận được giải thưởng lên đến đến 200 triệu đồng, nhưng mà nó hơi nạt chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào món thí sinh đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó là anh hàng xóm. Ok. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình ngày hôm nay. Không biết là một thời gian rồi anh có không biết là anh đã có từ tham gia chương trình này lần nào chưa nhỉ? Thực ra thì tôi chưa bao giờ tham gia cái chương trình nào, nhưng mà tôi cũng đến chắc là ngày hôm nay tôi sẽ chiến thắng. Và chiến thắng như nào thì tôi không chắc nữa, thì vì là tôi tham gia chỉ để cho có thôi, chứ thực ra là cũng chưa trông mong gì vào cái giải thưởng này lắm. Vì tôi đã từng xem rất là nhiều chương trình là Ai Là Triệu Phú trước đây rồi, và tôi thấy là đa phần những người sau khi mà chơi họ không thể ngờ qua nổi cái câu hỏi số 15, nên tôi cũng chả hy vọng gì nhiều nữa lúc này. Vậy thì bây giờ anh đã bắt đầu sẵn sàng, bây giờ thì chúng tôi sẽ có một chút giải thích cho anh nha. Thì chương trình của chúng ta sẽ có 15 câu hỏi, thì 15 câu hỏi này sẽ tương ứng với giải thưởng đó. Thì tương ứng với 15 giá trị tiền thưởng, 15 giá trị tiền thưởng mà anh sẽ phải vượt qua. Thì ở đây chúng tôi có thêm 4 3 sự trợ giúp, đó là 50-50 và điện thoại cho người thân và hỏi tiếp theo trường quay. Thì từ câu số 6 khi anh trả lời được thì anh sẽ có thêm một quyền trợ giúp nữa, đó là hỏi ý kiến người bạn đồng hành. Không biết bữa nay anh có người bạn đồng hành là không nhỉ? Vâng, thì bữa nay tôi theo một cái người, hôm nay có một người đi theo gọi là số trợ tôi xuyên suốt từ nơi những tuần qua. Thì tôi xin giới thiệu đó là anh Sơn Liên, là người bạn biết là người bạn của tôi rồi. Thì xin chào Sơn Liên. Vậy anh có mong đợi gì vào người bạn của anh khi mà anh ấy tham gia vào chương trình này không ạ? Xin thưa lỗi anh MC nha, hiện tại là bạn tôi do là nó đang nghe bài Thiên Lý ơi nên là nó không có tiện trả lời được, nên anh thông cảm nhé. Và thôi cũng không sao, thì anh đã có sẵn sàng cho chương trình hôm nay chúng ta chưa ạ? Vâng, tôi thực sự rất sẵn lòng. Khi người chơi chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. A few moments later. Ok. Thì xin chúc mừng anh đã trả lời hết được 5 câu hỏi chúng tôi. Thì hiện tại là anh vẫn chưa sử dụng quyền trợ giúp nào, và anh đã bước qua câu số 6. Thì từ câu số 6 cho đi, chúng ta sẽ có một quyền trợ giúp mới, đó là hỏi ý kiến người đồng hành. Tức là mỗi lần anh sử dụng quyền trợ giúp này thì tôi sẽ kêu người bạn của anh xuống để mà tham gia chơi cùng chúng ta. Nếu người bạn của anh xa 3 tiếng đếm mà vẫn không xuống thì coi như là quyền trợ giúp không thể sử dụng được nữa. Cho nên là anh cho nhất kỹ khi sử dụng lựa chọn này nha. Như là tôi thấy bạn của anh vừa nghe xong bài Thiên Lý ơi, và tôi phần này vẫn đang thấy anh đang gặp người trên sân khấu ấy nhở. Thực ra cũng không có gì đâu, tại vì là sau khi nghe xong thì tâm trạng của nó được cái phấn chấn lên thì nhiều chú ý nhau, nên là anh cũng xin đừng để ý nhé. Anh nói được vậy tôi cũng mừng. Tôi sợ là khán giả của anh, tôi sợ là người bạn đồng hành của anh sẽ không lo được cho anh, vì theo điều tra của tổ khán giả chúng tôi thì anh này nhớ cũng tạm, nên là thôi cứ tạm thời là anh cố gắng là xìm một chuyện giúp cái cách đúng đắn, và đừng có để người bạn anh thất vọng nha. Rồi thôi, vì chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên chúng ta ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chúng ta là: chuyện gì đã xảy ra vào ngày 2 tháng 9 năm 1945? A. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. B. Facebook giải phóng Paris. C. Cái gì đó sẽ xảy ra. Câu C. Người bình theo C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Và câu D. Tôi không biết, xin mời anh trả lời. Thực ra thì tôi cũng không có trông mong gì vào những câu hỏi này. Thực ra thì câu hỏi
đầu tiên cũng khá là dễ, tôi cũng là chuyên sử và tôi cũng thích rất là sử, cho nên tôi cá chắc đó là đáp án A. Thì đáp như vậy thì đáp án cuối cùng của anh là đáp án A đúng không? Không. Bây giờ thì tôi sẽ xem xét thêm là câu trả lời đó đúng không. Chúc mừng anh, đáp án hoàn toàn chính xác. Bây giờ thì anh đã trả lời xong câu hỏi số 6 và đây được một giải thưởng ở trên màn hình và tôi không biết là giải thưởng nhiều. Nếu anh trả lời đúng câu hỏi số, nếu anh đúng câu hỏi số 7 thì anh sẽ nhận được mức tiền cao hơn. Hiện tại anh vẫn còn muốn quyền trợ giúp và vẫn chưa muốn sử dụng quyền trợ giúp nào, cho nên là anh đã sẵn sàng để ngon, anh sẵn sàng để bước đến câu hỏi tiếp theo chưa? Tôi có bao giờ nói với anh là tôi đã chưa sẵn sàng bất cứ một lần nào chưa hả anh MC? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến câu hỏi số 7. Đây là một câu hỏi bằng tiếng Anh và anh sẽ phải trả lời kỹ câu hỏi này. Nếu trả lời không được coi nhầm mất hết. Câu hỏi chúng ta như sau: Of which country does not in Chinese concepts? Cambodia, Thailand, Vietnam or Laos? Xin mời anh trả lời. Thật ra tôi nói thật là tôi là một người rất là ngu ngu tiếng Anh. Tôi mấy câu hỏi tiếng Anh này tôi cũng không biết trả lời sao. Chỉ tôi sử dụng quyền trợ giúp là gọi thằng bạn thân của tôi xuống. Anh vừa sử dụng quyền trợ giúp là gọi bạn thân của anh xuống. Xin mời bạn sinh viên và bạn thân của anh hàng xóm xin mời bước xuống sân khấu ạ. Tôi đang hàng xóm, có chuyện gì không? Câu hỏi gì nào rồi? Thực ra đây có câu hỏi là, thực ra cái câu hỏi này không biết làm sao nữa mà chịu tao đi. Ôi sợ câu hỏi này nó cũng dễ nữa. Câu hỏi người ta ấy, câu hỏi là quốc gia nào mà bán đất nào mà không có nằm trong Đông Dương ấy. Hay cũng là được á. Nhưng mà mày nghĩ đó là đáp án nào đi? Tao nghĩ là trong bộ ba Đông Dương thì tao thấy là có Campuchia, Việt Nam với là Lào thôi. Thái Lan thì nó cũng không liên quan gì mấy. Cho nên là mình nghĩ là đáp án B là đúng rồi. Nên cho nên đây mình thử trả lời cho người ta đi. Quý vị cãi nhau xong chưa? Bây giờ cho đưa ra đáp án cuối cùng của mình nè. Tất nhiên thì đáp án cuối cùng của tôi sẽ là đáp án B là Thái Lan. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đưa ra, ta sẽ đợi máy tính coi là câu trả lời. Và đáp án ngoài hoàn toàn chính xác. Bây giờ thì anh thì cũng biết là chúng ta đã bước qua câu số 8. Câu số 7 anh vừa trả lời xong và tiếp theo trả lời câu hỏi số 8 thì anh sẽ nhận được giải thưởng lên đến nơi giải thưởng khá là tưởng cũng hơi là đỡ một chút. Nên là anh ghé trả lời câu hỏi này nha. Và câu hỏi này cũng là một câu hỏi tiếng Anh và tất nhiên là chúng ta cũng có rất nhiều những thứ mà chúng ta không thể nói trước được. Và những câu hỏi tiếng Anh này nếu khán giả mà ngu tiếng Anh chúng ta sẽ để sắp lên để mà cho khán giả được biết. Nếu mà biết rồi thì thôi cũng kệ. Nên là câu hỏi tiếp theo. Nên là đây sẽ là câu hỏi tiếp theo của chúng ta. Hỏi như sau: What is the smallest country in Asia? Laos, PDR, Brunei, Vietnam or Singapore? Xin mời trả lời. Nãy giờ tôi thấy là đời trả lời được. Tôi thấy là còn một câu hỏi tiếng Anh. Nhưng mà hồi nãy thằng bạn tôi chỉ rồi nên là tôi cũng không muốn biết cái gì nữa. Theo như tôi thấy thì ở Singapore nước nó rất là nhỏ. Thì nhỏ mà chúng ta cũng thấy là rất là đông, người rất thông minh. Cho nên là đáp án của tôi sẽ là đáp án D. Ok, tốt thôi, đó là đáp án D. Thì chúng ta xem là đó phải đáp án đúng không nhé. Và đáp án D là một đáp
ai chính xác. Được rồi, bây giờ anh đã vượt qua câu hỏi số, bây giờ anh đã vượt qua câu hỏi số 8 và trả lời tiếp theo là câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 thì cũng không có gì là mấy, nên tôi cũng sẽ chuyển qua tiếng Việt cho cái đáp án này, vì là cái câu hỏi bắt đầu dần dần bắt đầu trở nên bình thường dần rồi đó. Đó, nhưng nên là chúng ta cũng có những nhân thì chúng ta cũng không đánh trước được. Vậy là cái lại là anh cũng rất là người tìm hiểu rất là nhiều thứ đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì tôi xem rất là nhiều thứ mà tôi cũng chỉ tôi biết là cái thứ đấy nó có còn tồn tại không nữa. Thực ra thì tôi cũng xem hơn những cái gì trên Google, trên mạng các kiểu, tôi cũng khá là biết hết rồi mọi thứ ạ. Vậy thì cái chơi tích cơ cho thì cái câu hỏi tiếp theo của anh sẽ khá là đơn giản. Đang nghe câu hỏi như sau: quê hương của tổng thống Putin là ở đâu trên khắp nước, là ở đâu trên nước Nga? Saint Petersburg, Leningrad, Moscow, và câu B và D, và câu B và câu A và B đều đúng. Xin mời trả lời. Thực ra tôi là người không có đi Nga nhiều, cho nên là chúng ta cũng có thứ gọi là bất ổn, nên là tôi cũng không biết phải làm sao nữa, nên là tôi sẽ dùng trợ giúp là 50-50 để bỏ đi hai phương án sai. Xin mời máy tính bỏ đi hai phương án sai trong câu hỏi này. Rồi, chúng ta đã có hai phương án sai, phương án là câu A và câu C. Hiện tại chỉ còn hai phương án đúng là câu B là Leningrad và câu D A và B thì đúng thôi. Thì anh sẽ trả lời như nào nhỉ? Theo tôi đoán thì chắc chắn là câu D. Xin mời đáp án của chúng ta. Đáp án D là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin lỗi anh nha, hiện tại là chương trình đã hết giờ luôn rồi. Thứ hai là anh vừa trả lời xong câu hỏi số 9, chưa kịp trả lời câu hỏi số 10 nữa thì chương trình cũng đã kết thúc, bởi vì là chúng ta không có nhiều thời gian. Thì không biết là lần sau anh có đến chương trình không nhỉ? Có thể lần sau tôi có thể tới chương trình được, nên là thôi tôi cũng có việc đi về rồi. Hẹn lại anh lần sau nhé. Chúc cơ quý vị khán giả thì chương trình như đã là thành phố số lần này chúng ta xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo phát sóng vào lần sau. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả.